Tranh Công Minh Châu xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn bức tranh Mã Đá Thành Công với kích thước là 2m17 x 1m07, dày 7 phân, đã được chúng tôi sơn PU bóng mịn đẹp và đã được liêm phong lại bằng giấy bóng rất là cẩn thận và tránh bụi, tránh bám bụi. Là chúng tôi sẽ để sẵn ở đây để chờ khách hàng chốt. Chúng tôi đã làm sẵn sơn PU rất là đẹp, chọn lựa gỗ chuẩn, lọc lõi, bỏ rác, với kích thước là 2m17 x 1m07, dày 7 phân bằng hương đỏ nam phi 100%. Đấy là mức mã đá thành công. Thì tôi sẽ đi quay gần với quý vị xem. Tuy qua lớp dưới bóng nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn rõ được cái chất lượng đục, rõ được những cái nét đục chạm rất là đẹp, rất là tinh tế của chúng tôi. Những cái con ngựa vân, những cái thớ thịt, những cái cơ bắp nổi cuồn cuộn rất là đẹp và đang phi ở bên cạnh của phăng thang nước, rất tuyệt vời đúng không ạ? 2m17 x 1m07, dày 7 phân. Và tiếp theo đây của chúng tôi là bức vinh quy bái tổ với kích thước là 2m37 x 1m17, cũng dày 7 phân bằng chất liệu hương đỏ nam phi 100%. Chúng tôi cũng vừa mới sơn PU hoàn thiện xong và cũng chưa kịp bọc giấy bóng. Sau đây chúng tôi quay video xong, chúng tôi sẽ lại liêm phong giấy bóng vào để cho nó đỡ bụi, đỡ bám bụi, để quý khách có thể bất cứ lúc nào quý khách có muốn mua thì đến, chúng tôi đã có sẵn hàng rất tuyệt vời, gỗ lọc lõi, chất lượng tuyệt vời luôn. Xưởng sản xuất của chúng tôi là Tranh Gỗ Minh Châu, địa chỉ ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Với phương châm làm việc của chúng tôi là luôn luôn uy tín và chuyên nghiệp. Và bên kia là bức tứ linh 2m15, cao 1m07, cũng dày 7 phân và đắp nổi cánh và đầu lên thì nó thành 14 phân. Và xin trân trọng mời quý vị về trực tiếp tại xưởng của chúng tôi ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội để chọn lựa hàng. Và số điện thoại liên hệ qua Zalo, Viber, Facebook của chúng tôi, số điện thoại là 0975 940 966. Và rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những clip độc đáo tiếp theo.